Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị máy gang công nghiệp. Máy gang này hiện tại đang sử dụng để dùng sao dược liệu hoặc sao trà. Máy gang này dễ sử dụng. Quá trình gang sao dược liệu, mình sẽ bật nhiệt lên cho cái lòng gang nóng lên, sau đó mình mở nắp và cho sản phẩm vào để gang sao. Máy gang có trang bị chức năng điều chỉnh độ nghiêng của cái lòng gang theo yêu cầu, cũng như điều chỉnh tốc độ lòng gang chế sản phẩm mình đó nhanh chậm, để trong quá trình gang để đảm bảo cái sản phẩm mình trời chế bung lên để nhanh chín, đồng thời nó chín đều. Trong quá trình gang mình sẽ kiểm tra sản phẩm khi nào mà nó đạt thì mình sẽ cho gang. Sau một thời gian gang sao, sản phẩm đạt yêu cầu rồi, mình tắt máy, mình sẽ cho sản phẩm ra. Máy có trang bị cái cơ cấu đổ liệu tự động, chỉ cần nhấn nút cái cơ cấu này sẽ nghiêng cái lòng gang úp xuống để đổ sản phẩm ra dễ dàng. Nhờ cái cơ cấu này mà người vận hành làm việc rất khỏe. Máy gang được chế tạo bằng inox 304, chuyên cho ngành thực phẩm, dược liệu, dùng gang sấy được nhiều sản phẩm.